ngày 5 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Đức Anh, sinh năm 1987, ngụ khu phố 3, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nguyên là nhân viên Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, năm 2021, Phạm Đức Anh dù không có thẩm quyền trong việc điều chỉnh, cập nhật quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Đồng Nai nhưng đã đưa ra thông tin gian dối, cam kết sẽ làm được quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cho ông H, ngụ ấp Suối Sóc, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Do tin tưởng nên ông H đã đưa cho Phạm Đức Anh số tiền 2 tỷ đồng nhờ làm quy hoạch. Sau khi nhận tiền, Phạm Đức Anh sử dụng chi tiêu cá nhân, không thực hiện như cam kết.